mây đẩy cánh cửa chỉ khép hờ và lách mình vào trong đồng thời nó cũng lôi tôi vào theo rồi khóa trái cửa lại phòng của phượng là một căn phòng rộng rãi và có phần hơi sang trọng hôm trang trí phượng có nói với tôi từ nhỏ tao đã phải sống trong cảnh nghèo nàn mấy chị em chen chúc trong một ngôi nhà bé như hộp diêm đến lúc lấy chồng cũng không khá mấy hai vợ chồng đêm đêm không dám cười đùa giỡn hớt vì sợ mấy đứa em chồng ở bên kia tấm vách mỏng tang nó nghe được nay nhờ trời mới mua được một ngôi nhà thế này tao phải dáng tự thưởng cho mình để bù đắp lại là người phụ nữ chu đáo nên căn phòng của phượng mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp mây chỉ tay vào sấp quần áo để trên giường nghẹn ngào nói lâu nay em vẫn thấy chị phương mỗi khi ra đường đều đẹp đẽ em cứ tưởng chị ấy lo cho bản thân nhiều lắm ai ngờ lúc nãy soạn đồ chuẩn bị lát nữa pháp y đến khám nghiệm xong tầm liệm thì em mới hay quần áo chị không có bao nhiêu mà có những bộ chị mặc từ hồi mới cưới nhưng chắc do chị kỹ lưỡng nên cái nào cũng như còn mới chị biết không đồ chị ấy còn ít hơn là đồ của anh nam nữa đó chị ạ nói xong mây lại khóc tức tưởi chắc cô bé thương cho sự hy sinh của chị dâu mình tôi không biết nói gì thực sự không biết phải nói trong hoàn cảnh này như thế nào nỗi đau trong lòng tôi còn như thế huống hồ chi những người thân yêu trong gia đình của phượng dẫu ai cũng biết rằng sự sống và cái chết vốn dĩ chỉ cách nhau có một ranh giới nhỏ hơn một sợi tóc thế nhưng tôi không thể nào ngờ được phượng lại chết một cách nhanh chóng và đầy bí ẩn như thế càng nghĩ tới cái chết của phượng tôi lại càng cảm thấy bất an tôi hiểu phượng không phải là loại người dễ đầu hàng số phận dù cho có gặp nhiều gian khổ thử thách thì không thể nào phượng lại tự mình tìm tới cái chết thảm như vậy tôi đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng ngủ của phượng và vô tình mắt tôi chạm phải cuốn sổ đen khá dày đặt dưới gối bất chợt tim tôi rung lên một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu tôi tôi biết phượng vẫn luôn có thói quen viết nhật ký mỗi ngày thói quen đó phượng đã có từ thời chúng tôi học phổ thông hình như chưa có một ngày mà phượng không đặt bút vào nhật ký mặc dù có hôm chỉ viết một vài câu ngắn ngủi thậm chí chỉ một chữ như buồn hay vui chẳng hạn Hồi ở ký túc xá, có một lần Phượng bệnh rất nặng nhưng không ai nhắn về cho gia đình biết. Bạn bè cùng phòng thay nhau chăm sóc cho Phượng. Nó sốt mê man, nhưng dù tỉnh lại giữa lúc khuya hay bất cứ lúc nào, nó cũng đòi chúng tôi đưa cho nó cây viết và quyển nhật ký. Nó vẫn thường khoe với tôi, bây giờ gia tài lớn nhất của nó chính là cuốn nhật ký nó đã có hàng mấy chục cuốn mà cuốn nào cũng được nó giữ gìn bảo quản rất cẩn thận sau này khi về già tao sẽ đọc lại tất cả để hồi tưởng lại quá khứ của mình nó tự hào nói với bạn bè như vậy và một điều đặc biệt nữa là phượng chỉ viết nhật ký trên một loại sổ bìa đen có cùng một kích với nhau. Cuốn sổ mà tôi tình cờ trông thấy kia đúng là giống với loại sổ của Phượng dùng để viết. Đúng rồi, chắc chắn những sự việc gì xảy đến với Phượng trong thời gian gần đây chắc chắn là Phượng sẽ ghi vào nhật ký của mình. Đọc được nhật ký của Phượng thì mọi việc sẽ sáng tỏ ngay thôi. Tôi quáng quảng chạy đi tìm Nam nhưng chợt thấy nam đang trao đổi gì đó với nhà chức trách nên tôi đành phải cựng lại đứng chờ mãi một lúc lâu sau những người có thẩm quyền trong việc điều tra cái chết bất ngờ của phượng đã lục tục ra về nam thần thơ ngồi phịch xuống ghế mặt nghệt ra như người ngây dại mẹ phượng hấp tấp tiến lại gần nam hỏi sao rồi kết quả sao rồi con Nam ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà mẹ vợ Đau đớn nói Bước đầu Người ta nhận định đúng là Phượng chết do thắt cổ mẹ Bà mẹ bám tay vào thành ghế Mà vẫn lào đảo. Nam đứng phát dậy đỡ bà Rồi dìu bà tới chiếc ghế tựa Đặt bà ngồi vào ngay ngắn Nam cũng không còn đủ tâm trí và sức lực Để an ủi mẹ vợ câu nào mà chỉ đứng thừ người ra một chỗ tôi đi tới bên nam nói khẽ nam nam có biết phượng nó có cái thói quen ghi nhật ký mỗi ngày không nam gật đầu một cách hững hờ biết vậy nam cho phép hạnh được xem nhật ký của phượng nhé biết đâu sẽ tìm được ra nguyên nhân chính xác nhất dẫn đến sự việc đau buồn này có như thế mọi người mới đỡ dằn vặt bản thân mình tôi nói tiếp mắt nam chợt sáng bừng lên trời ơi vậy mà tôi cũng không nhớ ra cảm ơn cảm ơn hạnh thật nhiều nhé nam vừa nói vừa sải chân bước vội vào phòng bà mẹ phượng cũng lập cập đi theo tôi phải dìu một bên mới giúp bà đi được khi tôi đưa mẹ phượng vào phòng thì thấy Nam đang lục tung cái hộc tủ, lôi ra một đống sổ bìa đen và cầm lên từng cuốn để xem ngày, tháng. Tôi thấy mình cũng không cần giữ thái độ quá lịch sự trong những giây phút như thế này, nên đã tự tiện đi đến chỗ cuốn sổ bìa đen tôi vừa thấy lúc nãy và cầm nó lên nói với Nam. Đây rồi, đây đúng là cuốn nhật ký gần đây nhất của Phượng. Nam trồm tới cầm lấy cuốn sổ Nhưng rồi lại đưa cho tôi Run run nói Hạnh Hạnh làm ơn đọc to lên Cho mọi người cùng nghe đi Chứ tôi Thực sự tôi không biết mình có đọc nổi không nữa Tôi liếc nhìn vẻ hồi hộp của mẹ Phượng Của Nam Của Mây Và lắng nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch Thình thịch trong lồng ngực tôi mở cuốn nhật ký ra định đọc nhưng chợt nhớ mình phải đọc ngược mới đúng phải không nam như vậy sẽ nhanh tìm ra điều cần tìm hơn nam gật đầu tôi xoay lại ngược cuốn nhật ký và bắt đầu ngược lên ngày tháng năm tại sao không ai chịu tin những điều mình kể nhỉ kể cả anh nam cả mẹ nữa đều coi đó là trò nũng nịu trẻ con hoặc là những ý nghĩ hoang tưởng của mình chẳng ai giúp mình xua tan nỗi lo âu sợ hãi này cả chiều nay tình cờ gặp hạnh mình mừng quá nhưng không thể kể với nó tất cả ở giữa đường giữa chợ như thế được hề chán thật có một đứa bạn thân mà nó cứ đầu tắt mặt tối mà mấy lần mình đến tìm nhưng nó vẫn cứ không có nhà mình hy vọng nó sẽ không cho là mình hoang tưởng nhưng mà hình như ngay cả nó cũng đâu có tin mình mình chỉ hỏi sơ qua thôi cũng có thể nhận thấy điều đó rồi buồn quá hay là mình hoang tưởng thật trời nếu vậy là thần kinh mình có vấn đề trầm trọng rồi tại vì tất cả những điều mình nghe và mình thấy thật không giống những hình ảnh trong giấc mơ cả cái trò chơi quái quỷ đó nữa. Đó là trò chơi gì mà sao lần nào nghe tiếng rủ dê là mình lại cảm thấy háo hức, một cảm giác rất lạ, muốn được chui ngay đầu vào đó. Sao thế nhỉ? Mình chẳng hiểu nổi. Nhật ký ngày tháng năm Anh Nam ơi, tối nay anh lại về muộn rồi. Anh có biết không, mấy lúc gần đây mỗi khi em ở nhà một mình em lại lo sợ vô cùng em muốn có anh ở bên cạnh biết bao bởi vì những lúc có anh thì không bao giờ em trông thấy những điều như thế mà anh lại cứ chẳng chịu tin em anh nghĩ em kiếm cớ sợ ma để ép anh về nhà không cho anh bù khú với bạn bè chứ gì em khổ quá kể với anh anh không tin kể với mẹ mẹ lại bảo em rảnh rỗi quá nên đâm ra vớ vẩn đôi lúc em muốn đi chơi đâu đó rồi đợi khi nào anh về gọi điện em mới về nhà nhưng anh à em không làm vậy được đây là nhà mình là tổ ấm mà lâu nay vợ chồng mình ước mơ em phải chăm sóc và săn sóc nó em không thể bỏ nhà bỏ cửa mà đi chơi lang thang một mình được nhật ký ngày tháng 5 Anh ơi, em sợ quá Cái hình bóng ma quái ấy vẫn không chịu buông tha em Mà hình như là ngày càng nó càng bám chặt em hơn đấy anh ạ à. Trước đây chỉ những đêm anh vắng nhà em mới trông thấy nó Nhưng hai hôm nay nó xuất hiện cả vào ban ngày anh ạ à. Và anh biết không cái tiếng gọi mời thúc giục em tham gia vào cuộc chơi ấy mỗi lúc thêm một mãnh liệt nó như một sức mạnh thần bí lôi kéo em khiến em rất muốn chơi nhưng mà lúc tỉnh táo em lại bỗng thấy sợ sợ vô cùng anh có hiểu không em linh cảm có một điều gì đó không hay đang làng vàng bên mình em thèm được sự bảo vệ che chở của anh của gia đình nhưng giờ không ai dành cho em điều đó cả trước mắt mọi người Em giờ chỉ là một đứa ngớ ngẩn mà thôi anh hồi bé em có nghe kể về một loại ma tên là ma thần vòng chuyên đi thắt cổ người khác bây giờ em bỗng dưng liên tưởng tới điều đó có khi nào ma thần vòng đang muốn bắt em nên nó mới thúc giục em chui đầu vào cái vòng dây đó không anh anh ơi nếu một ngày em không còn đủ sức chống chọi lại với sức cám dỗ của những lời mời gọi thúc giục kia em chui đầu mình vào trong phòng dây oan nghiệt đó thì chắc thì chắc vợ chồng mình sẽ không bao giờ còn gặp nhau được nữa lúc đó anh có ân hận vì đã không tin lời em thì cũng đã muộn rồi nhưng anh ơi em không buồn em không trách anh đâu bởi nếu phải thế thì có lẽ là tại do số phận em đã đặt để vậy rồi anh ạ à. nhưng thôi em cứ cầu mong em đúng là hoang tưởng như mọi người nhận định đi để mình mãi được bên nhau vì vì mình vẫn chưa kịp có con với nhau mà phải không anh nhật ký ngày tháng năm đó là trò chơi gì nhỉ tại sao những lúc không nghe có tiếng nói bên tai như lúc này thì mình lại sợ hãi chứ không hề có một chút xíu nào sự háo hức tò mò muốn thử chơi cái trò chơi ấy một lần cho biết nhưng lúc đó lúc bóng người đó lượn lờ trước mặt và giọng nói văng vẳng bên tai mình thì mình lại ham muốn đến như vậy cái gì đã xui khiến mình có trời mới biết được chán nản quá mình thực sự chán nản rồi anh nam ơi anh cứ đi mãi cứ vui chơi với bạn bè mà không biết vợ anh đang phải sống trong hoảng loạn thế này đây em phải làm sao đây tôi phải làm sao đây có ai không có ai giúp tôi không đọc tới đâu nước mắt tôi tràn ra tới đó những giọt nước mắt nóng hổi nặng trĩu rớt lộp đột xuống những trang nhật ký còn tươi giói màu mực mới. Mẹ Phượng oằn người xuống, bà khóc không nên lời. Nam đứng chết chân giữa nhà, cơ mặt hai bên không ngừng giật giật liên tục. Tôi hiểu, lúc này hai người đau đớn nhất chính là mẹ và chồng của Phượng. Cả hai đau nỗi đau mất đi người yêu thương. Đồng thời, còn cộng thêm nỗi ân hận dày vò cắn dứt nam khoát tay ra hiệu cho tôi đừng đọc nữa mà nếu nam không bảo thì tôi cũng không còn sức tất cả những điều đó ngoài sức chịu đựng của tôi rồi tôi gần như té ngồi xuống sàn nhà và bật khóc nức nở theo nam yêu cầu chuyện cuốn nhật ký không được để lọt ra ngoài để tránh những lời xì xầm bản tán thêm nữa. Đám tang của Phượng diễn ra trong nước mắt của bao nhiêu người thân yêu còn đang hiện diện nơi trần thế. Sau đám tang, Nam như người biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây, Nam là một người vui vẻ, hoạt bát. Ở đâu có sự hiện diện của Nam là có những câu chuyện bông đùa những lời tiếu lâm chọc cười khiến ai cũng cảm thấy không khí tươi vui phấn khởi còn bây giờ nam như kẻ không hồn suốt ngày vào ngơ ra ngẩn công việc nam vẫn hoàn thành tốt nhưng anh lặng lẽ trầm tư u uất đến nỗi đứng gần anh người khác không dám ho làm như sợ phá vỡ đi không khí riêng của anh ấy mấy lần vợ chồng tôi tới thăm nam vẫn tiếp đón bình thường vẫn nhắc tới những kỷ niệm trước đây của bốn đứa nhưng tuyệt nhiên nam không lần nào nhắc tới những cuốn nhật ký của phượng nữa tôi nghĩ có lẽ nam đau lòng lắm khi nghĩ mình đã gián tiếp đẩy vợ vào cái chết em thật không thể hiểu nổi thực sự trên đời này có sự hiện diện của ma sao hả à anh một lần tôi đã hỏi chồng tôi như vậy chồng tôi là một nhà khoa học có tài tôi nghĩ anh sẽ mắng tôi đi tin vào những điều viển vông phản khoa học nhưng thật bất ngờ khi chồng tôi đáp lại cho đến ngày nay mặc dù con người đã khám phá ra rất nhiều điều đã đi lên được mặt trăng đã xuống tận đáy đại dương để thám hiểm nhưng vẫn còn những điều mà nền khoa học tiến bộ vẫn chưa tìm hiểu nghiên cứu được. Một trong số đó là các hiện tượng siêu nhiên như ma quái chẳng hạn. Bởi thế anh cũng không dám nói chắc điều gì về lĩnh vực này em ạ. À. Tôi càng hoang mang dữ hơn khi nghe chồng tôi nói như vậy. Đến thăm mẹ Phượng, thấy bà gầy dọc đi. Mái tóc trên đầu đã không còn nhìn thấy sợi màu đen nữa Tôi nghe lòng mình đau đớn quá Một hôm Bà cụ nắm chặt tay nhờ cậy Hạnh ơi Con dáng giúp bác Con tìm hiểu xem ngôi nhà đó có gì bí ẩn không Bác thực sự bác không thể yên tâm Trước sự ra đi đường đột của cái phượng Tôi vuốt ve bàn tay gầy guộc nhăn nhau của bà bác yên tâm đi con sẽ thay bác đi tìm hiểu tất cả mọi việc xung quanh của ngôi nhà đó nói là làm ngay ngày hôm sau tôi bắt đầu tranh thủ mấy ngày nghỉ phép để loanh quanh đi vào khu vực gần đó tìm hiểu chỉ sau hai lần ngồi quán cà phê cùng mấy bữa ăn sáng ở đầu hẻm thì tôi đã nắm được nhiều điều quan trọng mà trước đây khi Phượng mua nhà và Nam đã sơ suất bỏ qua không tìm hiểu hoặc do không tin tưởng vào ma cỏ nên hai đứa nó không quan tâm dù có nghe kể loáng thoáng theo như người ta kể lại chủ nhân của ngôi nhà đó là một cặp vợ chồng rất giàu có nhưng lại không có con người chồng sinh thói trăng hoa ve vãn cô gái giúp việc một thời gian sau tình cờ bà vợ phát hiện ra và làm giữ buộc hai người phải cắt đứt cô gái giúp việc khóc lóc van xin khiến bà chủ nhà không động lòng nên không đuổi đi mà chỉ bắt thề thốt là sẽ không dính dáng tới ông chủ nữa nếu không giữ đúng lời hứa sẽ phải treo cổ chết tại đây bẵng đi một thời gian dài im ắng bà chủ nhà cũng đã mừng thầm vì chồng mình đã sửa đổi và con bé giúp việc cũng biết giữ lời có ai ngờ đâu cả hai người ta qua mặt bà ta một cách trắng trợn mà bà ta không hề hay biết đến lần thứ hai phát giác ra chồng và người ở cấu kết nhau lừa gạt mình, bà tức lòng lộn. Trong cơn ghen điên cuồng, bà ta bắt buộc cô gái kia thực hiện lời hứa trước đây. Cô gái không mảy may run sợ vì tin chắc đã có sự bảo vệ của người tình. Cô ung dung cầm sợi dây, bắt ghế đứng lên để quấn đầu dây vào cổ mình với sự tin tưởng tình nhân yêu quý của mình sẽ nhào tới đấm mạnh vào mặt bà vợ kia và chạy tới bế thốc lấy mình mà đưa xuống cô không ngờ người tình của cô tuy là kẻ trăng hoa nhưng khi đứng trước mặt vợ ông ta lại yếu thế và nhát gan còn hơn cả thỏ đế ông không dám phản kháng lại bất kỳ điều gì mà vợ ông ra lệnh khi cô gái bắt đầu chui đầu vào vòng dây bà vợ trừng mắt nhìn ông chồng quát lớn ông cút mau xuống dưới nhà dưới cho tôi thế là ông diêu diếu làm theo không còn dám đoái hoài gì đến người tình bé nhỏ của mình đang nằm trong tay con sư tử hà đông đang trong cơn thịnh nộ ông vừa quay lưng đi khuất bên hiên nhà Bà vợ nhanh chân đá bay cái ghế mà cô đang đứng. Đá ghế xong, bà cũng bỏ xuống nhà sau khi chồng không thèm chứng kiến sự dãy giụa đau đớn của người đầy tớ gái. Sau cái chết oan uổng của cô người ở, ngay đầu vợ chồng bà cũng phải chạy trọt dữ dằn lắm mới ém nhẹm được vụ việc đó. Rồi theo năm tháng, mọi việc cũng lắng xuống. Và ai cũng biết một điều rằng Người giàu có thì có thể bỏ tiền ra để che kín cả bầu trời Nhưng cũng từ sau cái chết của người đầy tớ gái Bà chủ nhà không được sống thanh thản Đi tới bất kỳ chỗ nào trong nhà mình Bà cũng thấy thấp thoáng dáng hình của người ở Rồi đêm đêm, có người sách vòng tới tìm bà làm bà ăn ngủ không yên suốt mấy tháng trời. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi, vợ chồng bà quyết định bỏ quê hương xứ sở để ra đi. Hy vọng sẽ quên hết, sẽ xóa nhòa hết những tội lỗi trong quá khứ. Ngôi nhà đó hai vợ chồng tặng lại cho người cháu. Ban đầu, người cháu cho thuê. Nhà rộng, đẹp và thoáng mát nên có rất nhiều người tranh nhau thuê mướn nhưng không có một ai ở đó được quá ba tháng cuối cùng tiếng tăm đồn thổi quá nên không còn ai hỏi mướn nữa người cháu đành phải đóng cửa để hoang mãi cho tới khi bán được nó cho vợ chồng phượng những người dân sống gần đó đã từng đồn đại trong nhà ấy có con ma thần vòng rất đáng sợ. Nó đang tìm kiếm người thay thế canh giữ cái vòng cho nó được đi đầu thai. Vì theo truyền thuyết kể lại, ma thần vòng phải giữ cái vòng đó, không được xa rời nó. Chỉ khi nào trao nó lại cho người kế nhiệm thì mới tiếp tục được tự do đi đầu thai sang kiếp khác còn nếu như không bắt được người để thế chỗ thì vĩnh viễn nó phải sống kiếp ma thần vòng như vậy đêm đêm thỉnh thoảng người ta còn nghe tiếng khóc than vãn vang lên trong ngôi nhà ấy nhưng ngoài những chuyện ma đó ma thần vòng chưa hề xuất hiện bên ngoài ngôi nhà nó cũng không nhát ai trong xóm nên dần dần người ta cũng quên lãng nó đi khi nghe tôi kể lại tất cả những điều đó mẹ phương và nam vô cùng lo sợ họ sợ vong hồn của phượng bị bắt buộc thay thế làm người giữ vòng dây và phải sống vật vờ như thế mãi cho tới khi tìm được người thay thế nữa. Mẹ Phượng khóc lóc kể lể. Trời ơi, con ơi là con, con còn trẻ quá, tại sao lại lâm hoàn cảnh khốn khổ như vậy? Chi bằng mẹ sẽ hy sinh cái thân này để cho con gái của mẹ được siêu thoát. <laughs> rồi như nhớ ra được điều gì, bà trồm lên nói với Nam. Đúng rồi, ngày hôm nay mẹ sẽ dọn về đó ở mẹ mẹ sẽ tình nguyện chui đầu vào cái vòng dây đó để con gái của mẹ sẽ được tự do mẹ mẹ sẽ về đó ở tôi và nam hết lời can ngăn nhưng vẫn không cản được sự quyết tâm của một bà mẹ thương con muốn hy sinh thân vì con tôi thất thểu ra về lòng nặng trĩu như đeo đá may mắn làm sao hôm đó mẹ tôi từ dưới quê lên chơi trông thấy vẻ mặt khó coi của tôi mẹ lo lắng hỏi bộ vợ chồng chúng mày bây giờ có chuyện không vui à tôi lắc đầu không không đâu mẹ mẹ còn nhớ cái phượng không phượng chơi thân với con từ hồi còn nhỏ ở dưới quê mình ấy mẹ tôi gật đầu ờ à, nhớ chứ sao không giờ nó chồng con gì chưa nó chết rồi mẹ ạ, thắt cổ chết. Tôi nói nhỏ. Mẹ tôi giật bắn cả người. Sao? Chết rồi à? Thắt cổ á? À? Trời. Sao lại đến nông nỗi đấy? Chồng nó phụ bạc hay như thế nào? Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ và kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ tôi nghe, không giấu cả việc mẹ Phượng khăng khăng đòi hy sinh cho Phượng. Mẹ tôi trao mày suy nghĩ một lát rồi bảo Con ăn cơm đi Rồi chở mẹ đi đằng này một chút Tôi hơi phật ý Vì thấy mẹ không quan tâm tới bạn của con mình Mà giữa lúc này Lại nói tới việc kêu tôi chở đi thăm viếng ai đó Nhưng dẫu bất bình mẹ Tôi cũng đâu dám cãi Tôi lặng lặng xuống bếp ăn cơm rồi trở lên nói với mẹ con xong rồi mẹ đi đâu con chở đi cho trong lúc tôi ăn cơm thì mẹ đã chuẩn bị xong quần áo nên tôi vừa cho xe nổ máy thì mẹ đã ra đến nơi đi đâu hả à, mẹ đi tới chùa nào gần đây nhất mẹ bảo đi chùa không phải là mẹ đi thăm người quen à mẹ tôi điềm tĩnh trả lời thăm người quen thì mẹ sẽ đi vào lúc khác giờ phải lo cho bạn con trước đã chứ tôi giật mình hối hận vì lúc nãy mình đã trách oan cho mẹ mặc dù tôi chỉ có lơ mơ đoán rằng mẹ đi chùa để cầu an cho phượng nhưng tôi thật sự cảm động trước hành động này của mẹ tôi chở mẹ đi lòng vòng một lát thấy một ngôi chùa nhỏ trong hẻm vắng tôi liền rẽ vào mẹ xuống xe tất tả đi vào tránh điện để thắp nhang vái lại tôi theo công giáo nên chưa khi nào thắp nhang hay cúng bái tôi chỉ đứng bên ngoài quan sát mẹ mà thôi khi đã thắp nhang khắp lượt các ban thờ trong tránh điện mẹ tôi gặp sư trụ trì và hai người nói chuyện gì đó với nhau rất lâu tôi ngồi đợi mẹ bên ngoài sân chùa với một niềm hy vọng mơ hồ tôi cũng chẳng biết mình hy vọng vào điều gì nữa phượng thì đã chết rồi không thể hy vọng ngày mai kia nó sẽ sống lại như trong chuyện cổ tích hay như trong các bộ phim kiếm hiệp được ở đời sống thực tế này một khi đã chết đã được chôn sâu dưới ba tấc đất nhiều ngày qua thì không thể có khả năng nào sống trở lại được vậy thì tôi đang hy vọng vào điều gì có lẽ tôi hy vọng vào một sự yên bình cho những người thân của phượng mẹ phượng chồng phượng những người trong gia đình phượng đang từng giờ từng phút hối hận ăn năn vì những điều đã gây ra cho phượng vì đã vô hình chung không đưa tay ra cứu vớt phượng giữa lúc cô ấy cần sự giúp đỡ đến cháy bỏng tôi chỉ biết hy vọng đến thế mà thôi chứ còn biết hy vọng vào điều gì nữa lâu lắm mẹ tôi mới chào sư cụ để ra về vẻ mặt mẹ lúc này có vẻ giãn ra không còn căng thẳng như trước nữa ngồi lên xe mẹ bảo con chở mẹ tới nhà phượng đi tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ cũng may hôm nay có nam ở nhà vào giờ này sau một hồi lâu thăm hỏi ân cần mẹ tôi vào đề một cách thẳng thắn bác đã nghe hạnh kể về chuyện không may của cháu và gia đình từ lâu nay bác vẫn luôn thương yêu quý mến cái phượng gần giống như cái hạnh nhà bác bác coi cái phượng cũng như con gái mình vậy nghe tin này bác cũng đau lòng lắm có thể con là đàn ông con trai Con không tin vào những chuyện mê tín dị đoan Nhưng bác xin con cho phép bác được cúng kiếng một chút tại đây Để cầu siêu cho vong linh của cái phượng Rất mong con đừng từ chối bác Nam rơm rớm nước mắt Thưa bác Con vô cùng cảm động trước tình cảm bác dành cho vợ của con Nay nó đã không còn Mà bác vẫn nhớ tới thăm đã là một điều quý báu Bác còn muốn cúng cầu siêu cho vợ con nữa Thì con càng đội ơn bác nhiều hơn Làm sao con không dám hay không đồng ý được ạ? À? Được sự đồng ý của Nam Mẹ dục tôi xách xe chạy đi đón mẹ Phượng Và ra chợ mua đủ thứ hoa quả, giấy tiền bạc Và đặc biệt là hình nhân một người phụ nữ Tôi làm theo mọi điều mẹ sai bảo mà không dám thắc mắc bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc, mẹ tôi đã bày lên trên ban thờ phượng một mâm cúng tươm tất. Mẹ thắp nhang, lầm dầm khấn vái gì đó, rồi bưng ly nước để ngang chán, lầm nhầm đọc kinh. Đọc kinh xong, mẹ cầm ly nước vừa nãy, tưới đều xuống nền nhà, rồi rót thêm một ly nước khác. Lặp lại quá trình giống y như thế nhưng chỉ khác một điều là ở khâu cuối cùng mẹ không tưới xuống nền nhà mà lấy cành hoa nhúng vào ly nước đó rồi vẩy vẩy cho nước văng ra khắp ban thờ phượng sau hàng loạt câu kinh kệ cuối cùng mẹ tôi cầm hình nhân lên và đốt cháy hình nhân rất to khi mẹ đốt tôi có cảm tưởng như từ trong đám lửa rừng rừng đó đang bước ra ngoài một người con gái hoàn toàn xa lạ rồi từ bên trong loáng thoáng một bóng người quen quen tiến ra chậm chậm cái bóng người đó được bao quanh bằng một vầng mây xám xịt dơ bẩn nhưng tôi vẫn nhận ra phượng trời ơi đúng là phượng rồi phượng kìa bác ơi nam ơi phượng kìa tôi gọi giật giọng dù tôi thấy rõ ràng lúc này mẹ phượng và nam cũng đang ngây người ra nhìn chăm chú giống như tôi phượng nhìn mẹ nhìn nam thật buồn rồi nó khẽ liếc qua tôi nhẹ gật đầu như lời chào hỏi nó không nói gì không tỏ một thái độ gì rõ rệt chỉ thoáng hiện ra trước mắt chúng tôi rồi lờ đờ đi tới cô gái hình nhân đang đứng đợi trên tay phượng là một sợi dây thật dài mà ở một đầu có thắt một vòng tròn rất khéo. Phượng chậm chậm dơ cái vòng lên và thật chậm nữa chồng vào đầu cô gái hình nhân rồi ra sức thít chặt. Cô gái hình nhân kêu lên ẳng ặc, lưỡi thì thè ra dài và đỏ lòm trông rất đáng sợ. Hai mắt bắt đầu lồi ra một cách khủng khiếp và chỉ một loáng, cô gái hình nhân biến mất, chỉ còn lại giấy vụn cho tàn bay lả tả dưới nền nhà. Phượng quay lại nhìn chúng tôi thật âu yếm. Nó đưa tay lên vẫy chào chúng tôi rồi từ từ, từ từ bay lên khỏi mặt đất. Xung quanh nó bây giờ không còn nhiều đám mây xám xịt như lúc nãy nữa mà là một vầng hào quang lấp lánh nó như đang đứng lên trên một chiếc cầu vồng đủ màu sắc phượng ơi con đã thực sự được siêu độ rồi phải không con mẹ phượng nức nở lúc này mẹ tôi đã hoàn thành xong công việc bà tới đỡ bên mẹ phượng dậy hai người bạn già tựa vào nhau cùng hướng nhìn lên bầu trời ở đấy đang có một chiếc cầu vồng rất lớn nằm vắt ngang qua. Văng vẳng trong gió, nghe như có tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc và cuối cùng là tất cả lắng đọng lại, nghe từ xa xăm vọng về tiếng của phượng. Chào tất cả mọi người thân yêu. Con đã mãn hạn số rồi. Xin mọi người đừng quá đau lòng mà hãy an hưởng bình yên trong những ngày còn lại. Xin chào tất cả. Con đi đây. Nước mắt đang chảy tràn trên mặt hai người đàn bà lớn tuổi và cả trên mặt tôi cùng nam. Nhưng có lẽ trong lòng của mỗi người giờ đây đã vơi bớt phần nào niềm đau đớn. Tối hôm đó, trong giấc mơ tôi gặp phượng biết phượng không còn nhưng trong mơ tôi vẫn rất vui mừng ôm chầm lấy cô bạn thân thiết cả hai cùng khóc một hồi lâu mày đừng buồn mỗi người đều có một số phận riêng mình không sao biết trước được tao đã trả xong nợ trần gian giờ đây tao không đầu thai làm người nữa tao xin mày hãy vì tình bạn của chúng mình mà giúp tao dòm ngó mẹ già và tìm người thay tao chăm sóc lo lắng cho anh nam phượng cầm tay tôi nói như cầu xin tôi ngắc ngứ tao tao làm sao tìm được ai để thay thế mày làm chuyện đấy việc trông mẹ mày thì có thể tao làm được còn chuyện này thì thấy tôi thoái thác Phượng mỉm cười. Mày đừng lo, tất cả sẽ đi đúng theo con đường của nó mà thôi. Tao nhờ mày như thế, mày cứ nhận lời đi, rồi sau này mày sẽ thấy. Tôi chưa kịp nói lời gì thì thoát một cái, Phượng đã biến mất, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng quanh tôi. Giật mình thức dậy, tôi vẫn nghe mùi hương đặc biệt đó phảng phất bên mình. Tám năm sau, mẹ Phượng đã mất sau một trận bệnh kéo dài hơn tuần lễ. Các em của Phượng đều đã có gia đình và cuộc sống riêng của mỗi đứa. Nam lúc này cũng đã có hai đứa con, một trai, một gái, sinh năm một, đứa nào cũng kháu khỉnh, đáng yêu vợ nam sau này chính là cô văn thư ở cơ quan tôi trong một lần đến nhà tôi dự tiệc tình cờ hai người gặp gỡ và cảm mến nhau nhận thấy tình cảm giữa họ có chiều hướng phát triển chợt nhớ lại lời của phượng trong giấc mộng trước đây nên tôi đã ra sức vun vào ừ cuối cùng rồi thì mọi việc cũng đã đi theo hướng của mình rồi phải không phượng tôi thầm nghĩ như thế và thấy lòng mình nhẹ nhõm